Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Tài chính của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm khơi thông thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Australia thị trường bán lẻ đầy hứa hẹn. Thị trường bất động sản suy giảm, đóng băng là câu chuyện không mới, nhưng hiện vẫn là vấn đề nóng, bởi cho tới nay, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi chính. Vì vậy, làm thế nào để khơi thông làm tan băng cho thị trường bất động sản là vấn đề không chỉ là của riêng ngành bất động sản, mà còn là vấn đề chính phủ quan tâm giải quyết. Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang ở tình trạng vô cùng khó khăn do thị trường đã đóng băng quá dài. Thị trường bất động sản đình trệ chưa có khả năng phục hồi sớm. Bất động sản hiện nay cái khó nhất là hai mặt này liên quan mật thiết với nhau, đó là tồn kho lớn và nợ xấu. Thì khó khăn nhất thị trường hiện nay là khủng hoảng lòng tin của người mua nhà và khủng hoảng lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư vào bất động sản. Một số khó khăn khác như sự mất cân đối trên thị trường bất động sản, thiếu nguồn vốn ngoài nguồn vốn tín dụng ngân hàng hay những bất cập trong thủ tục hành chính cũng là những vấn đề mà các doanh nghiệp bất động sản đang phải đối mặt. Trước những khó khăn này, các doanh nghiệp cho rằng cần phải nhanh chóng có những giải pháp tháo gỡ. Chúng ta đã cho nhà ở xã hội 25m², vậy thì tại sao không cho doanh nghiệp chúng tôi đầu tư nhà ở xã hội theo phương thức thương mại với điều kiện là chúng tôi bán bằng hoặc thấp hơn đơn giá nhà ở xã hội. Như vậy thì nhà nước vừa là nhẹ bớt một phần lo nhà ở xã hội, một phần mặt là chúng tôi sẽ giải quyết được cái đầu ra cho cái những dự án chúng tôi. Đây là lúc là nhà nước cũng nên hỗ trợ thông qua những cái chính sách, ví dụ như là miễn giảm thuế, trong đó đặc biệt là thuế VAT. Xử lý tồn kho hàng hóa và nợ xấu nhất là xử lý hàng tồn và nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản là một trong những mục tiêu chính phủ giải quyết các tắc nghẽn trong nền kinh tế nhằm có thể hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2013. Vì vậy, hiện nay chính phủ mà cụ thể là các bộ ngành đang rất quyết liệt tiến hành các hoạt động để xử lý vấn đề này. Các cái chủ thể của quá trình kinh doanh này nỗ lực và chủ động để trong cái việc mà cùng với nhà nước, các hiệp hội ngành hàng để chúng ta chung tay giải quyết những khó khăn chung của nền kinh tế, mà trong đó có cái thị trường bất động sản. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết tất cả những ý kiến của doanh nghiệp sẽ được tổng hợp để trình chính phủ trong cuộc họp chính phủ trực tuyến toàn quốc vào thứ ba tuần tới. Bộ Tài chính trong thẩm quyền của mình sẽ nghiên cứu những chính sách phù hợp với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản, tạo điều kiện khơi thông và phục hồi sự phát triển cho thị trường bất động sản. Bên cạnh những vướng mắc mà thị trường bất động sản đang phải đối đầu, sự nỗ lực của các đơn vị nhằm đảm bảo tiến độ các dự án theo cam kết đầu tư cũng đã cho thấy những điểm sáng của ngành trong bối cảnh khó khăn. Cụ thể, mới đây, tập đoàn SSG đã tổ chức lễ cất nóc khu nhà ở cao cấp Thảo Điền Pearl tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khai trương căn hộ mẫu dự án. Thảo Điền Pearl là một khu phức hợp căn hộ trung tâm thương mại dịch vụ với tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, cùng trung tâm thương mại dịch vụ vui chơi giải trí rộng 21.000m² và hai khối nhà cao 33 tầng với 3 tầng hầm với 466 căn hộ cao cấp, diện tích từ 95 đến 230m², trong đó có 16 căn penthouse. Tất cả căn hộ tại Thảo Điền Pearl được thiết kế theo hướng nhìn ra sông Sài Gòn và trang bị hệ thống gió tạo không khí trong lành cho một môi trường sống hài hòa, tiện ích hiện đại và sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng. Hiện đã có 80% căn hộ được bán và dự kiến tháng 8 năm 2013 sẽ được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Công ty đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận đã khởi công dự án Sea Grand Cour, tọa lạc tại đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư cho dự án trên 2.200 tỷ đồng với 3 khối nhà cao từ 28 đến 30 tầng. Mỗi khối cung cấp từ 136 đến 142 căn hộ. Ngoài ra, dự án còn có trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, khu vui chơi giải trí, bãi đậu xe. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành sau 39 tháng xây dựng. Sau 15 năm thành lập, công ty cổ phần thế giới số DigiWorld Corporation đã có 3 trung tâm kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin, 1.200 đại lý tại 63 tỉnh thành và 3 trung tâm dịch vụ khách hàng. Công ty hiện đứng top 2 đơn vị công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh phần cứng và top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012, VNR500. Doanh thu năm 2011 tăng trưởng trên 60%, đạt 2.420 tỷ đồng, gấp 3 mức tăng trưởng chung của toàn ngành. Theo kế hoạch, công ty sẽ phấn đấu đạt 4.000 tỷ đồng doanh thu vào năm 2015 và trở thành nhà phân phối lớn trong khu vực, áp dụng thành công mô hình số hóa và kinh doanh phân phối.
Xu hướng mới hiện nay cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại một số thành phố lớn là điểm nhấn bến du thuyền, góp phần làm tăng giá trị của dự án một khi cảnh quan mặt tiền sông biển được hoàn thiện. Là một trong những đơn vị hàng đầu trên thế giới, cung cấp các loại phao nổi và thiết bị bến du thuyền ở nhiều nước trên thế giới, công ty Boralu Marine đã ký hợp đồng phát triển và phân phối sản phẩm độc quyền tại Việt Nam với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Trung Chính, với mong muốn mang lại chất lượng và đẳng cấp quốc tế cho các dự án xây dựng bến du thuyền tại thị trường này. Dịp này, cả đơn vị đã giới thiệu chi tiết về cách thức để phát triển, xây dựng một bến du thuyền hoàn chỉnh, cùng những ứng dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng phát triển các bến du thuyền trong tương lai tại Việt Nam. Tiếp theo là cập nhật thị trường chứng khoán phiên giao dịch trong nước ngày 17 tháng 12. Lực mua và lực bán đều tích cực giúp thị trường giao dịch sôi động và có phiên tăng điểm ngay từ đầu tuần. Sự tăng giá của các mã blue chip trong rổ VN30 đã tạo đà cho VN Index giữ vững đà tăng trong suốt phiên. Khép phiên VN Index tăng 1,42 điểm lên 393,63 điểm. Bên sàn Hà Nội dù mở cửa trong sắc đỏ, nhưng nhờ lực cầu từ nguồn vốn ngoại đã giúp HNX Index quay đầu tăng điểm khi chốt phiên, với số điểm 54,47, tăng nhẹ 0,03 điểm. Thanh khoản trên cả hai sàn cũng đã tăng mạnh, với khối lượng giao dịch gần 1.400 tỷ đồng. Đáng chú ý là mã EIB có giao dịch thỏa thuận đột biến với khối lượng giao dịch hơn 18,5 triệu đơn vị, trị giá gần 278 tỷ đồng. Hai tuần cuối năm thường là khoảng thời gian yên tĩnh của thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng năm nay mọi thứ không diễn ra theo quy luật đó, khi nhà đầu tư luôn thấp thỏm lo lắng vì vách đá tài chính. Các nhà phân tích nhận định nếu Nhà Trắng và Quốc hội không thể tìm kiếm được tiếng nói chung, nhiều khả năng một làn sóng bán tháo cổ phiếu của nhà đầu tư sẽ xuất hiện trước ngày 31 tháng 12. Mức thuế suất cao hơn đánh vào cổ tức và lợi nhuận chính là nguyên nhân khiến nhà đầu tư ồ ạt bán cổ phiếu để tránh thuế. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng làn sóng bán tháo cổ phiếu trong thời gian tới có một phần nguyên nhân liên quan tới sự đi xuống của Apple. Trong tuần tới, đặc biệt là ngày 21 tháng 12, thị trường sẽ đánh dấu một ngày đặc biệt khi tất cả các hợp đồng quyền chọn cổ phiếu, chứng khoán kỳ hạn, quyền chọn chỉ số chứng khoán và các chỉ số chứng khoán kỳ hạn sẽ chính thức hết hạn. Australia được xem là thị trường đầy hứa hẹn đối với một số nhà bán lẻ lớn khi quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh tại nước này. William Sonoma và Uniqlo là một trong những nhà bán lẻ quốc tế sẽ mở cửa hàng tại Australia vào năm tới. Hoạt động kinh tế toàn cầu suy thoái, Australia cũng không là ngoại lệ. Chi tiêu tiêu dùng tại nước này yếu, nhưng đối với một số hãng bán lẻ lớn, đó không phải là vấn đề vì họ có chiến lược lâu dài. Hiện có nhiều nhà bán lẻ lớn đang hướng đến Australia. Họ thấy được cơ hội trong tương lai. Thị trường này sẽ mang đến lợi nhuận cho họ. Do đó, ngay bây giờ, họ bắt đầu công việc kinh doanh tại đây. Các chuyên gia nhận định, với xu hướng này, các doanh nghiệp bán lẻ nội địa sẽ đối mặt với thách thức lớn khi tính cạnh tranh tăng cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kinh tế Tài chính hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.